cứu mới cho thấy người mắc COVID-19 tăng nguy cơ rối loạn tâm thần. Vâng, một năm sau khi mắc COVID-19, người từng nhiễm bệnh có nguy cơ gặp phải chứng rối loạn tâm thần cao hơn so với nhóm không bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Cô lập xã hội, sức ép kinh tế, nỗi đau mất mát người thân cùng nhiều tác nhân khác trong đại dịch có thể khiến người bệnh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu. Đây là kết quả từ công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ ngày 16 tháng 2 dựa trên phân tích dữ liệu khảo sát của gần 154.000 bệnh nhân mắc COVID-19, có so sánh trạng thái của người bệnh trong khoảng thời gian một năm từ khi khỏi bệnh với nhóm đối tượng chưa từng mắc COVID-19. Đối tượng khảo sát được lựa chọn là bệnh nhân COVID-19 mà 2 năm trước khi nhiễm chưa có bất cứ biểu hiện bất ổn về sức khỏe tâm thần hay phải trải qua quá trình điều trị chứng rối loạn tâm thần. Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học Mỹ, đứng đầu là tiến sĩ G.S. Ann Ali thuộc Đại học Washington ở St. Louis. Nhóm của tiến sĩ Ann Ali đã phân tích dữ liệu trên hệ thống y tế của Bộ Cựu Chiến binh Mỹ với 153.848 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến 15 tháng 1 năm 2021 và sống sót sau 30 ngày đầu tiên kể từ khi nhiễm bệnh. Những bệnh nhân này được so sánh với hơn 5,6 triệu bệnh nhân không mắc COVID-19 trong cùng thời kỳ và với hơn 5,8 triệu bệnh nhân khám trước đại dịch trong giai đoạn tháng 3 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019. Để có kết quả chính xác khách quan so với các virus khác, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát đánh giá so sánh với 72.000 bệnh nhân mắc virus cúm mùa ở thời điểm 2 năm rưỡi trước khi đại dịch xuất hiện. Theo đó, người mắc COVID-19 tăng 39% nguy cơ mắc trầm cảm, tăng 35% nguy cơ rối loạn lo âu so với người không nhiễm. Bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ mắc chứng căng thẳng thần kinh cao hơn 38% so với người bình thường. Nguy cơ mất ngủ ở người từng nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn 41% so với người không mắc COVID-19.